Hi, xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả bạn các khúc mới nhất của Trung Hà, đó chính là ca khúc I'm Ready. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin hướng dẫn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm giải đáp thắc mắc nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đặt tay lên 5, 6, 7, 8, dặn xuống 1. I'm ready to get this. Là mình sẽ nghiêng lắc phần vai và nghiêng người ra, bùm 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 em bước chân và thẳng người lên. Sau đó chúng ta sẽ quay qua bên đây và xoay phần tay, đóng phần ngực lại. Sau đó mình sẽ đẩy phần tay và phần ngực về phía bên phải 1. Sau đó là phần đầu của mình sẽ đi qua 2 và ngược lại, phần đầu sẽ đi trước và phần ngực sẽ đi sau. Sau đó chúng ta sẽ ôm phần tay này lên và vuốt đẩy ra như thế này. Ok, đếm lại nha. 2 đi, bùm 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 bùm, bước lên, xoay về, em hất ngực, đầu hất ngực, vuốt tay, vuốt qua, em đẩy lên. Sau đó chúng ta đang có phần chân bên phải là như thế này, phần hai tay là đang ngửa. Bây giờ mình sẽ đổi phần chân bên trái vô như thế này. Ok, phần tay của mình sẽ để xuống dưới phần phải, tay phải sẽ ngửa và tay trái sẽ ấp. 1, mình sẽ đi như vậy và nâng lên từ từ. 2, 3, 4. Ok, sau đó mình đặt tay bên trái qua, kéo phần chân bên phải về và phần vai của mình sẽ lắc như thế này. Shake. Ok, đếm lại nha. Mình đang ở đây và đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình bỏ 1. Mọi người xoay phần tay về đây, phần vai về đây, hơi ngã người về. Sau đó mình sẽ đặt tiếp tục với tay bên trái. Em thả hai tay, lắc phần vai như thế này. Và mình vừa lắc và vừa chuyển. Sau đó là nhảy lên giữa, nhịp 8. Ok. Rồi, phần này sẽ hơi khó chút xíu hơn, mọi người để ý kỹ ha. Phần tay của mình cuộn lên, hạ xuống, cuộn lên, hạ xuống, cuộn lên, hạ xuống. Và đồng thời hai tay. Ok, rồi phần kia mình sẽ bước. 1, 2, 3, 4, dịch. Ok, đếm lại nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Em sau đó mình sẽ buông phần tay của mình qua như thế này và dòng ra đằng sau mỏng nghe. Bùm, 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 búp. Phần chân của mình sẽ đưa lên, đưa qua, hẹ, quay về. Mình sẽ làm cùng lúc 1, 2, 3, 4. Và mình đưa phần tay phải nghiêng qua như thế này. Ok. Và mở phần tay phải ra như thế này. Phần tay trái của mình đằng sau, đằng trước, đằng sau, đằng trước. Và kèm theo đó là nghiêng người. 1, 2, 3, 4, 5. Lắc phần vai lên và xoay đầu. Ok, đi sẽ đếm lại một lần từ đầu cho đến đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ học tiếp nha. 2, đi, bùm. Ready to get this, ready to get this. Boom, boom. And a ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3. And yo. Ha. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
2 3 4 5 6 7 8. Sau đó chúng ta sẽ nhảy lên chân bên trái, đưa chân bên phải ra, phần tay của mình sẽ mở như thế này. Nhảy and đá xuống dưới, và khi mà đứng dậy phần hông của mình sẽ nằm bên phải, tay của mình sẽ để như thế này và khép dài. Sau đó mình sẽ đạp chân 1 2 3 4 and đưa chân bên trái ra phía sau, xoay đầu ấp qua phần hông của mình đè về phía trước. Bài này hơi khó nhưng người đấy chịu khó. Xoay đầu nhẹ đưa tay, và sau đó chúng ta sẽ bước qua hấp quay trở về. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đếm thử cái tốc độ chậm nha. 5 6 7 8. Nếu có yêu cầu về bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết và sớm thực hiện video dạy nhảy nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh YouTube cũng như là like và share cho video này giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.